Mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức đáng chú ý của thị trường trong nước. Tổng cục thuế vừa công bố báo cáo cho thấy là có khoảng 543.000 doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử, nghĩa là đạt gần 97% tổng số doanh nghiệp. Tổng cục thuế cho biết tính đến hết tháng 10, có khoảng 543.000 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, trong số hơn 561.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 96,72%, tăng 1,72% so với năm ngoái. Ngoài ra, đã có 43 ngân hàng tham gia cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử. Về số giao dịch nộp thuế điện tử từ đầu năm 2016 đến nay, báo cáo cho biết đạt 1,89 triệu giao dịch, với tổng số tiền nộp điện tử vào ngân sách nhà nước trên 370.690 tỷ đồng, chiếm 53,46%. Ngoài ra, Tổng cục thuế cũng đã phối hợp với ngân hàng, kho bạc nhà nước để xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai. Để khắc phục những hạn chế khó khăn tồn động, Tổng cục thuế phối hợp với các bộ ngành có liên quan triển khai việc trao đổi thông tin về các giao dịch điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp không phải sử dụng chứng từ giấy để khai báo các cơ quan đơn vị thứ ba. Thưa quý vị, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chương trình khảo sát chất lượng đối với 6 dịch vụ công trên địa bàn. Đây là chương trình thu nhận những thông tin và ý kiến của người dân sinh sống ở thành phố nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao mức độ hài lòng đối với dịch vụ. Người dân và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới khi đi làm các hồ sơ, thủ tục hành chính sẽ được cấp phát phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối với 6 dịch vụ hành chính công, gồm dịch vụ cấp phép xây dựng, cấp nước, thu gom rác thải, dịch vụ nhà đất, kê khai nộp thuế và dịch vụ đăng ký kinh doanh. Đây không phải là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình này. Trước đó vào năm 2014, chính quyền thành phố cũng đã có chương trình tương tự. Trong đó kết quả khảo sát cho thấy nhiều dịch vụ chưa được đánh giá cao. Cụ thể cao nhất là dịch vụ kê khai thuế thu nhập và dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Còn đối với các dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà đất và dịch vụ y tế bị đánh giá không hài lòng cao nhất. Kể từ đầu tháng 2 năm 2017 tới, Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm việc cấp thị thực điện tử hay còn gọi là visa điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 2 năm. Đây là nội dung nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 22 tháng 11. Việc thí điểm cấp visa điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện sau: có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Việt Nam, không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội của Việt Nam. Chính phủ sẽ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp visa điện tử, danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Việc thí điểm cấp visa điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng quy định cấp visa điện tử trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, du lịch, tìm hiểu cơ hội đầu tư, giúp công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh được nhanh chóng. Tuy nhiên, do việc cấp thị thực điện tử chưa được quy định trong luật xuất nhập cảnh, do vậy để tạo cơ sở pháp lý, việc ban hành nghị quyết của Quốc hội để thực hiện thí điểm chủ trương này là cần thiết. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì công tác chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường được chính phủ đặc biệt quan tâm, nhất là từ khi chính phủ cho thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389. Tuy nhiên, theo nhận định chung thì tình trạng này trên thị trường vẫn đang diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia mới đây đã kêu gọi sự chủ động hợp tác hơn nữa của người dân và doanh nghiệp trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, bên cạnh các nỗ lực của cơ quan chức năng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia xung quanh vấn đề này. Mời quý vị theo dõi. Thưa ông, như ông có đề cập thì tức là cơ quan chức năng cũng đang rất là quyết liệt và rất là gọi là làm rất là kiên quyết đối với lại những cái hành động mà làm hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên thì nếu mà nói về cái thực trạng hiện nay qua các cái năm thì ông thấy rằng là các cái đối tượng mà làm hàng giả, hàng nhái hiện nay thì họ có càng ngày càng gọi là tinh vi hơn, càng ngày càng phức tạp hơn không? Hiện nay thì chúng ta có thể nói rằng là cái nhận diện về vấn đề hàng giả, hàng nhái thì từng bước nhận diện tương đối là sát với tình hình thực tế. Tuy nhiên, cái vấn đề xử lý nó phải thụ hưởng rất nhiều cái yếu tố. Bây giờ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trước hết là phát hiện xử lý, phải có giám định, phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để chúng ta xử lý cho nó đúng với pháp luật. Vấn đề thứ hai là càng làm thì chúng ta càng phát hiện ra nhiều vấn đề. Cho nên là chúng tôi phải đang thực hiện những cái giải pháp là tuyên truyền cho người dân, tuyên truyền cho doanh nghiệp, làm sao mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp phải có ý thức, phải có trách nhiệm tham gia vào cái công cuộc này. Đó là phát hiện, cung cấp thông tin các cơ quan chức năng, và cơ quan chức năng phải có trách nhiệm tiếp nhận những cái thông tin, xử lý thông tin và phản hồi những thông tin đó với cái sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng, thì chúng ta với
có thể đạt được những cái yêu cầu của chính phủ đề ra, và đặc biệt là yêu cầu mà lãnh đạo của Ban chỉ đạo 389 đang giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng trong tình hiện nay. Nếu nói về cái thay đổi cái ý thức của doanh nghiệp đối với vấn đề chống hàng giả hàng nhái hiện nay thì ông nghĩ rằng là họ phải thay đổi cái căn bản là như thế nào? Tôi đã nghe một số các cái doanh nghiệp, người ta có rất nhiều các phương án chủ động trong vấn đề về phòng chống cái hàng giả, hàng kém chất lượng mà xâm phạm đến quyền cái bảo hộ của họ. Yêu cầu của các doanh nghiệp là ngoài cái ra những sản phẩm tốt, chất lượng, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng thì phải có một cái lực lượng là phải bám được thị trường, nắm bắt cái hàng của mình trên thị trường, trên cơ sở đó phát hiện những cái gì chưa được, những cái gì đã được rồi thì phải nhân lên, và còn cái được chưa được ấy, đó là những cái vấn đề liên quan như là bây giờ thị trường có những hàng hóa mà của mình bị xâm hại phải cung cấp kịp thời cho cơ quan chức năng, hoặc cơ quan chức năng phát hiện được khi có yêu cầu phải nhanh chóng kịp thời tiếp cận để tạo điều kiện cơ quan chức năng người ta xử lý cho nó đúng quy định của pháp luật. Đây là những yêu cầu, những cái mối quan hệ rất quan trọng đối với doanh nghiệp, đối với cơ quan chức năng, và đặc biệt là cái ý thức trách nhiệm của từng người dân tham gia cái công tác đấu tranh chống cái hàng giả, chống cái hàng kém chất lượng, vi phạm bản quyền, và chúng ta đang tập trung để chúng ta ngăn chặn như là tôi đã trình bày trên. Thưa ông, thì tuy nhiên thì từ phía doanh nghiệp thì một số doanh nghiệp cũng phản ánh rằng là trong cái chống hàng giả hàng nhái hiện nay thì họ cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, đặc biệt là cái việc mà giải quyết của các cơ quan chức năng trong những cái vấn đề khi mà họ có tranh chấp về hàng giả hàng nhái đối với những cái đơn vị mà xâm phạm cái quyền sở hữu trí tuệ của họ, thì không biết là những cái khó khăn này thì ông nghĩ rằng là phải tháo gỡ như thế nào cho các doanh nghiệp? Đối với cái việc xử lý những cái vi phạm trong cái hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm cái bản quyền thì trách nhiệm cơ quan chức năng phải căn cứ vào quy định pháp luật. Thế và cái này là cái phải sự phối hợp rất là đồng bộ. Tôi không có thể trả lời một lúc là tất cả những vấn đề phải giải quyết như thế nào, nhưng nguyên tắc là phải tuân thủ pháp luật và phải làm trách nhiệm cao nhất để làm sao đáp ứng yêu cầu là chúng ta ngăn chặn và chúng ta đấu tranh có hiệu quả cái tệ nạn mà sản xuất rồi tiêu thụ cái buôn bán những cái hàng giả diễn ra trên cái thị trường hiện nay. Dạ vâng, xin cảm ơn. Nối thành công của giải golf doanh nghiệp và thương hiệu lần 2 được tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Mới đây ở sân golf Tân Sơn Nhất, giải đấu này tiếp tục được tổ chức thành công tốt đẹp. Qua đó tạo tiền đề để ban tổ chức duy trì giải đấu trở thành một sự kiện thường niên cứ 3 tháng diễn ra một lần. Với đối tượng thi đấu là các doanh nhân, quản lý cấp cao của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, giải golf của tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu đã trở thành một sân chơi thú vị, là nơi giao lưu của nhiều doanh nghiệp khác nhau ở trong và ngoài nước. Sau hai lần tổ chức thành công, thay vì để đợi đến năm sau, thì tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu đã tổ chức giải đấu này ngay tại sân golf Tân Sơn Nhất, sân golf đạt chuẩn 5 sao cao cấp. Ngoài việc là một sân chơi lành mạnh mang tính giao hữu giữa các golf thủ, giải đấu còn là nơi để các doanh nghiệp có cơ hội được thi đấu rèn luyện sức khỏe cũng như gia tăng các hoạt động xây dựng hình ảnh thương hiệu đối với các khách hàng. Theo đó, thể thức thi đấu của giải được chia thành 3 bảng thi đấu theo thể thức xếp tầm. Số lượng golf thủ tham gia giải lên đến hơn 100 người với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. Trong khi đó, ban tổ chức giải đấu là tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam là một kênh thông tin hiệu quả trong việc quảng bá và xây dựng hình ảnh sản phẩm, thương hiệu cho các doanh nghiệp và nhân hiệu cho các doanh nhân. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, tạp chí còn thường xuyên tổ chức các hoạt động có ý nghĩa khác như hội thảo, talk show về các vấn đề có liên quan tới doanh nghiệp và thương hiệu và những hoạt động thể thao có ý nghĩa như giải golf.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 vừa qua, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã vinh dự đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 3 sao của tổ chức QS Star Anh Quốc. Với chứng nhận này, thì Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đại học thứ 3 của Việt Nam chuẩn 3 sao quốc tế. Theo báo cáo kiểm định của QS Star, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt tiêu chuẩn 5 sao ở 4 trên 6 tiêu chí là chất lượng giảng dạy, tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, cơ sở vật chất và trách nhiệm xã hội. Kết quả tổng hợp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn 3 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo định nghĩa của QS Star, trường được xếp hạng 3 sao là trường đại học có danh tiếng trong nước, thương hiệu quốc tế nhất định, sinh viên tốt nghiệp được các nhà tuyển dụng chào đón. Với chứng nhận này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đại học thứ 3 của Việt Nam đạt chuẩn 3 sao quốc tế, sau Trường Đại học FPT và Đại học Tôn Đức Thắng. Hiện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có hơn 2.000 giảng viên, đào tạo gần 20.000 sinh viên đang theo học tại 15 khoa với 54 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành khoa học sức khỏe, kinh tế, quản trị xã hội, nhân văn, kỹ thuật và nghệ thuật. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air vừa công bố trong 3 ngày tới, nghĩa là từ ngày 23, 24 và 25 tháng 11, sẽ tung ra thị trường đến 300.000 vé khuyến mãi chỉ từ 0 đồng, áp dụng trên các đường bay quốc tế đi các nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Theo thông cáo Vietjet vừa công bố, thì trong vòng 3 ngày 23, 24 và 25 tháng 11, hãng này sẽ tung ra chương trình khuyến mãi lên đến 300.000 vé bay đi 4 nước Đông Nam Á, chỉ với giá từ 0 đồng. Vé được mở bán vào khung giờ 12 giờ đến 14 giờ hàng ngày trong vòng 3 ngày tới tại trang web của hãng. Người mua cũng có thể đặt vé tại địa chỉ của hãng này trên phiên bản smartphone và địa chỉ Facebook của Vietjet. Chương trình vé giờ vàng đợt này sẽ được áp dụng trên các đường bay quốc tế đi Singapore, Thái Lan, Malaysia và Myanmar từ đầu tháng 12 năm nay cho đến hết năm sau, trừ các ngày lễ Tết. Sau đây là các tin tức thế giới có trong phần tiếp theo. Ông Donald Trump khẳng định sẽ rút khỏi TPP ngay ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Anh ban hành chiến lược thúc đẩy nền kinh tế vương quốc.